Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung video này. Trong nội dung video này ấy, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách để chúng ta tạo một cái USB boot như nào, được chưa? Hiện tại ấy, thì các bạn có thể download cái file USB boot này ở dưới phần description video. Và điều đặc biệt là mình sẽ chỉ tận tay với các bạn là hướng dẫn cách setup cái USB boot. Thì đầu tiên ấy, thì các bạn sẽ cho một cái USB vào. USB của bạn là kích thước của bạn ấy phải lớn hoặc là bằng 4GB. Hiện tại chúng ta không có USB 3GB, được chưa? Đó. Cho nên là chúng ta phải có USB 4GB. Hiện tại chỉ có USB 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32, 64, 128, 256. Kiểu đa số là ít khi có USB 3GB lắm, được chưa? Thường chúng ta sẽ phải sử dụng USB 4GB. Đó. Có USB rồi, mình đã cho một cái USB vào đây. Đó, ví dụ như USB này. Thì bây giờ mình đây là USB 16GB, mình sẽ cài. Đấy, đầu tiên là mình vào cái phần root này. Vào phần root này. Mình mở cái phần root lên, sau đó ở đây là mặc định là USB 16GB của mình rồi. Ổ đây là ổ N, đúng ổ nhá. Đúng tên đúng ổ nhá. Sau đó mình sẽ chọn đến cái chứa cái firmware. Có thể chứa đến cái công cụ boot của mình ấy. Đấy, boot đó, sau đó mình sẽ chọn MBR hay là GPT, mình chọn MBR này để cho nó chuẩn. Sau đó mình chọn phân vùng NTFS. Đó, sau đó mình chọn mặc định quick format nhá. Sau đó mình chọn start. Đó. Sau nó thì nó sẽ chạy, mình nhấn ok. Được chưa? Đó, đây là quá trình nó đang chạy các bạn nhá. Đây, quá trình là chạy nó sẽ phải mất tầm khoảng khá là lâu. Đấy, đây nó đang format ổ rồi đây. Đấy, thấy chưa? Nó đây, mình sẽ chọn các bạn sẽ chờ vài giây thì nó sẽ chạy thành công. Đây, thành công thì các bạn mở lập máy lên, các bạn sẽ chọn boot rồi. Và đây chúng ta có thể là cho những cái file cài đặt ISO Windows hay là file code. Đấy, hoặc là file Windows file code, hoặc là các kiểu các file .NT đấy, ví dụ như file Windows này, file TIB này, file ISO, file code này. Đấy, các kiểu nó rất nhiều file các bạn có thể cho vào để cho nó chạy. Windows 7. Đấy, ví dụ file code Windows 7 các kiểu. Đấy. Đấy, quá trình này nó sẽ mất vài phút, được chưa? Đó, các bạn phải chờ vài phút để cho nó thực hiện thành công các bạn nhé. Nó đang copy file vào trong cái này, thì quá trình này nó hoàn toàn tự động do cái phần mềm Bluefoot nó setup rồi các bạn ạ. Đây, nó đang chạy, nó chuẩn bị xong rồi, 94% rồi các bạn. Đấy, 94% rồi. Đó, 94% rồi các bạn thấy chưa? Mình copy nó vào. Đây, bây giờ nó sẽ có một số mục file này. Đấy. Rồi, chuẩn bị xong rồi các bạn. Một số nguồn suộc winxp.vim 148,83 MB nữa. Cái tốc độ copy nhanh chậm nó tùy thuộc vào cái USB của bạn. Cái tốc độ đọc USB của bạn ấy. Đó. Thì quá trình này đã thành công. Và đến bây giờ thì bạn có thể sử dụng để làm chức năng boot. Khi khởi động lên ấy, thì nó sẽ boot. Và các bạn lưu ý là mình sẽ nén những cái file này lại. Nhớ sau này những cái file mình bị mất ấy, mình có thể giải nén lại. Được chưa? Đó. Còn nhiều chưa? Nó rất là hay. Đấy. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video. Và các bạn muốn biết cách boot ấy, thì các bạn xem cái video trước đó ấy. Thì mình đã cách boot rồi, trực tiếp vào rồi. Được chưa? Nhưng mà trong video này mình hướng dẫn tạo boot như này thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Chúc bạn thành công.